Con tên gì? Tên là Phứ. Phứ hả? Phải. Là người Mông hả? Phải. Thì con là Ly. Ly hả? Ly cũng người Mông hả? Là Mông xanh hay Mông đỏ hay Mông trắng cái gì? Mông trắng. Mông trắng hả? À, rồi giờ hai đứa thổi bài gì? Bài à? Không phải nói tên bài gì nữa chứ. À không biết tên à? Rồi chơi luôn. Ok, 1 2 3 vô. Oh.